Rồi, xin chào tất cả các anh em trong audio ha. Hôm nay mình sẽ review lại cái con DAC SMSL SU8 này ha. Thì mình muốn phát triển khai hết cái tính năng của cái con DAC SU8 này, mà thì nó bản thân nó thì hiện tại nó đang thiếu chức năng Bluetooth ha. Nhiều bạn thích cái con này nhưng mà hơi dè chừng là nó không có Bluetooth. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn thêm một cách phối ghép mới nữa, là mình phối ghép chung với cái bộ Bluetooth này ha, cùng một hãng luôn, SMSL. Con này có tên là B1 ha. Thì cách kết nối nó cũng rất là đơn giản ha các bạn ha. Vì cái con SSU8 này nó cho các bạn là ba đường vô ha. Thì thứ nhất á, là nó cho các bạn đường vô là cáp quang nè, các bạn có thể kết nối với TV nè ha, Smart TV á. Rồi cái đường vô thứ hai là đường vô USB, các bạn có thể kết nối với máy tính laptop hoặc là kết nối với điện thoại qua cổng OTG ha. Cái cổng OTG thì mình cũng đã review cái bài trước đó về cái con SMSL M8A ha, các bạn có thể mở cái clip đó của mình xem cách mình kết nối cổng OTG cho nó cho các bạn dễ hình dung ra ha. Còn nó có thêm một cổng cuối cùng đó là cổng coaxial ha. Coaxial thì nó cổng này cho các bạn có thể các bạn kết nối với đầu CD nè ha, với hoặc là mình kết nối với cái bộ Bluetooth này nè ha. Đó, cái bộ Bluetooth này thì nó có cái cổng vô của nó cũng đơn giản lắm. Đây, nó có cái nguồn vô duy nhất của nó là chỉ có Bluetooth thôi ha, là nó sẽ nhận tín hiệu nhạc từ điện thoại hoặc là máy tính bảng hoặc là laptop ha. Rồi đường ra nó cho các bạn là cổng hai cổng AV nè ha. Ở đây thì mình không không xài AV kết nối với máy tính, vì mình làm cái này làm bộ trung gian Bluetooth cho cái con SU8 này ha, mình kết nối qua cổng coaxial này ha, một dây một hai các bạn ha. Đó thì mình kết nối với nó bằng cổng coaxial ha. Coaxial của SU8 kết nối với coaxial của B1 ha. Đó thì mình sẽ phát huy hết tính năng của cái con SU8 này ha. Thì tại vì cái hiện nay cái con SU8 này nó mang trong trong mình nó thì nó được hai con chip ES9038 ha. Nhiều bạn chơi nhạc số thì rất là quan tâm với con chip này ha, vì con chip này giải mã cực kỳ ngon lành ha. Thì mình test ở đây thì mình sẽ test hai cái trường hợp. Thứ nhất là mình chơi nhạc trực tiếp trên cái điện thoại của mình ha. Đây thì mình nói sơ qua cách kết nối cho các bạn thì chơi dễ hình dung ha. Khi mà mình lắp xong rồi đó thì mình mở cái đây, nó có cái công tắc này ha, mình mở nó lên rồi đèn này sẽ nhấp nhấp nháy ha. Mình nó kết nó cũng đơn giản lắm, mình chỉ cần vô Bluetooth trên điện thoại của mình thôi. Rồi đó thì mình mở Bluetooth on lên là tự động nó sẽ sạc ra cái con này tên là SMSL BT 4.2 ha. 4.2 ở đây có nghĩa là Bluetooth 4.2 nha các bạn ha. Thì cái Bluetooth 4.2 là hiện tại bây giờ là kết nối cực kỳ rất là tốt ha, không bị đứt quãng giữa chừng hoặc là kết nối kém ha. Nó kết nối rất là tốt cho các bạn chơi nhạc số ha, các bạn khỏi lo bị mất 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 tín hiệu giữa chừng hay là đứt quãng ha. Rồi đó thì ở đây mình đã kết nối rồi ha, kết nối rồi thì nó chữ connected ha. Rồi thì mình sẽ cái bài test thứ nhất thì mình sẽ test nhạc mình có sẵn trên điện điện thoại ha. Rồi bây giờ mình play một bài hát cho các bạn nghe thử nha. Hãy subscribe.
khi mình đã test xong một bài test thứ nhất ha, mình kết nối với Bluetooth điện thoại của mình chơi nhạc nhạc có sẵn trên cái điện thoại của mình ha. Và bài test thứ hai mình sẽ chơi nhạc trên mạng ha, là nhạc trên YouTube ha, các bạn thường thường hay chơi nhất ha. Đây thì mình cũng nói nó sơ lại cái con SU81 này một chút xíu nữa, là nó có 3 chế độ cho các bạn chọn nha. Ở đây mình kết nối với con Bluetooth thì mình sẽ chọn bằng cổng coaxial, mình phải chọn chế độ coaxial ha. Đó. Rồi. Rồi mình sẽ kết nối, nhạc chơi trên nhạc nhạc mạng chơi trên YouTube cho các bạn nghe thử ha. Rồi đây ha, bây giờ mình vô cái YouTube của mình ha. Rồi mình nghe nhạc thử được nhạc của Đan Nguyên nha. Sau khi mình đã test xong hai bài test ha, một là mình nghe nhạc trên điện thoại có sẵn trong máy của mình ha, hai là mình nghe nhạc online ha, nhạc mạng ha. Còn nếu mà nhạc mạng thì mình nghe trên YouTube ha. Còn nếu mấy bạn muốn nghe nhạc mạng mà hay hơn nữa thì chúng ta nên download những cái phần mềm nghe nhạc giống như là MP3 Zin nè, nhạc của tôi nè, nhạc.vn ha, trên mấy cái ứng dụng App Store của các bạn á ha. Thì các bạn nhập cái địa chỉ Google hoặc là Facebook của chúng ta vô thì trên đó nó sẽ cho chúng hiện tại bây giờ thì tất cả nhạc mạng á thì nó sẽ cho chúng ta nghe nhạc chất lượng là 328 kHz ha. Thì nhạc rất là chất lượng, lượng cao nên các bạn cứ yên tâm mà sử dụng ha. Đó thì khi chúng ta phối ghép với cái dàn hệ thống âm thanh của mình qua cái bộ DAC giải mã nữa với con Bluetooth nữa. Đó thì cái con SU8 này nó sẽ phát huy hết tính năng của nó ha, cho các bạn rất là thuận tiện nha, chơi ha, vừa chơi trên TV nè, kết nối với Smart TV nè, vừa trên kết nối với laptop nè, ha, và kết nối thêm Bluetooth nữa, mình có thể mình nghe nhạc kết nối qua điện thoại của mình, qua máy tính bảng hoặc là iPad gì đó, iPhone ha. Đó cho các bạn trải nghiệm và thưởng thức âm nhạc ha. Đó rồi mình xin kết thúc cái video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.